Chào cả nhà, bây giờ mình đang đứng ở Yixun Block bên đường là 701. Yixun 701 cả nhà. Bây giờ mình đi đến đây một cái quán ăn. Đi qua đây đi vòng vòng chút rồi về. Đi. Về. Đây là món ăn vặt của Singapore. Tiệm của Malai, khu này là khu của Malai. Khu này là không có bán đồ ăn thịt heo đâu cả nhà, toàn là halal thôi. Khu này có bánh. Đi quay vòng vòng đó rồi đi về đó hồ quay. Đi chưa? Cái gì vậy? Đợt đi rồi. Xe. Đi một cái quán ăn của người Malay. Đó hồ quay. Có xe không ở đây. Xe. Giờ đi dài xuống dưới là cái bus stop bên đó đó. Nãy mình đi phía trên rồi mình đi phía dưới. Tiệm vàng cả nhà. Can we go home? Đi tới rồi.